Xin kính chào quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số thông tin đáng chú ý trong tuần vừa qua. Các phái viên của Liên minh châu Âu đã nhất trí gia hạn lệnh trừng phạt Nga thêm 6 tháng đến giữa tháng 3 năm 2019 liên quan tới cáo buộc Moscow gây bất ổn tình hình ở Ukraine. Trong cuộc điện đàm ngày 4 tháng 9, Tổng thống Moon Jae-in đã thảo luận chi tiết với Tổng thống Mỹ Donald Trump về các kế hoạch cử một phái đoàn Hàn Quốc do một đặc phái viên dẫn đầu tới Triều Tiên nhằm chuẩn bị cho cuộc đàm phán cấp cao giữa nước này và Triều Tiên, đồng thời thảo luận về những biện pháp để đạt được hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên thông qua quá trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Cuộc thăm dò dư luận Ipsos Fiducial cho thấy chỉ có 31% số người được hỏi hài lòng với những gì mà Tổng thống Pháp đã thực hiện trong suốt thời gian qua. Đây là mức tỷ lệ ủng hộ thấp nhất của vị Tổng thống trẻ tuổi từ khi lên nắm quyền cho đến nay, thậm chí thấp hơn so với người tiền nhiệm của ông là cựu Tổng thống François Hollande ở cùng một giai đoạn trong nhiệm kỳ. Ngày 3 tháng 9, Tổng thống Argentina Mauricio Macri đã công bố kế hoạch cải tổ nội các lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền năm 2015, giảm mạnh từ 22 bộ xuống còn 9 bộ và các cơ quan ngang bộ trực thuộc chính phủ nhằm cắt giảm chi tiêu hướng tới việc cân đối ngân sách. Kế hoạch này được thực hiện trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang phải trải qua một giai đoạn khó khăn kinh tế nghiêm trọng do những biến động liên tục của thị trường tài chính tiền tệ trong thời gian vừa qua. Amazon vừa trở thành công ty thứ hai tại Mỹ được định giá hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Giá cổ phiếu của gã khổng lồ thương mại điện tử này đã tăng khoảng 2% trong phiên giao dịch ngày 4 tháng 9 và đạt mức cao nhất 2.050,27 đô la Mỹ một cổ phiếu, giúp Amazon đạt tới cột mốc 1.000 tỷ đô la Mỹ chỉ một tháng sau Apple. Thưa quý vị, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm chính thức đến Liên bang Nga từ ngày 5 đến 8 tháng 9. Tại buổi hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên cùng các vấn đề khu vực. Chuyến thăm đầy ý nghĩa này và quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nga chính là chủ đề trong chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Ngày 5 tháng 9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga tới ngày 8 tháng 9, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngay sau khi đến thủ đô của Liên bang Nga, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tại nhà khách chính phủ. Trước đó, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể ngay tại sân bay Vnukovo 2. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng có buổi hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin và gặp mặt nhiều quan chức cấp cao của Nga. Hai bên nhấn mạnh hợp tác kinh tế luôn đóng vai trò rất quan trọng trong tổng thể quan hệ hai nước, nhất trí quyết tâm đưa quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển mạnh mẽ hơn nữa để tương xứng với quan hệ về chính trị, văn hóa và tiềm năng còn rất lớn của hai bên. Giám đốc Viện Viễn Đông Sergei Luzianin cho rằng, chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ làm sâu sắc thêm một cách có chất lượng, có trách nhiệm ở các phương diện kinh tế, chính trị, nhân đạo trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày nay còn có vai trò quan trọng khi tình hình khu vực và thế giới đang ở trong điều kiện mới. Nga tăng cường chính sách hướng Đông, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và những thay đổi trong quan hệ Nga-Trung Quốc. Tầm quan trọng của Việt Nam đặc biệt được nhấn mạnh khi sắp tới đây, Nga sẽ tổ chức diễn đàn kinh tế phương Đông ở Vladivostok, tập hợp khá đông lãnh đạo các nước châu Á. Trong điều kiện chính sách trừng phạt mà Mỹ và phương Tây áp dụng với Nga, thì việc khai phá và chiếm lĩnh vị thế trên thị trường châu Á, trong đó có thị trường Việt Nam, là định hướng rất quan trọng đối với Liên bang Nga. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Liên bang Nga diễn ra trước thềm các sự kiện lớn của hai nước như kỷ niệm 25 năm ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga trong năm 2019 và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga năm 2020. Để tìm hiểu sâu hơn về chuyến thăm lần này, mời quý vị cùng gặp gỡ ông Vadim Bublikov, Phó Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam. Cảm ơn Phó Đại sứ đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Đầu tiên là tôi xin chúc mừng tất cả là khán giả của kênh VITV Quốc Khánh. Đây là thật là một lẽ là cái quan trọng nhất, lại quan trọng nhất là đối với là cái nhân dân Việt Nam. Và tôi ở Việt Nam nhiều năm rồi và tôi cũng là rất thích, có thể nói là đây là lễ của tất cả là mọi người Nga
sinh sống ở Việt Nam. Cảm ơn ông. Và thưa ông, được biết là Tổng Bí thư Việt Nam đã có chuyến thăm đến Liên bang Nga từ ngày 5 đến 8 tháng 9. Ông có thể cho biết những hoạt động của Tổng Bí thư trong chuyến thăm lần này không ạ? Thật vậy, ngày 5 đến ngày 8 tháng 9, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Nga. Tôi tin rằng chuyến thăm có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển hợp tác song phương trong mọi lĩnh vực. Chương trình chuyến thăm lần này bao gồm các cuộc hội đàm và các cuộc gặp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng với tất cả các lãnh đạo cao nhất của Nga, Tổng thống Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ Dmitry Medvedev, những người đứng đầu cả hai viện quốc hội, cũng như những người đứng đầu các đảng chính trị lớn của Nga, lãnh đạo các công ty dầu khí và cán bộ nòng cốt của Hội hữu nghị Nga-Việt, nơi cách đây không lâu đã kỷ niệm lần thứ 60 ngày thành lập. Đồng thời có sự tham gia của Tổng Bí thư vào lễ đặt viên đá đầu tiên vào tổ hợp sữa tại tỉnh Kaluga, cách Moscow khoảng 100 km, do công ty Việt Nam TH Group xây dựng. Vậy chuyến thăm này có ý nghĩa thế nào đối với quan hệ giữa Việt Nam và Nga? Như tôi đã nói, cả chúng tôi và các đồng nghiệp Việt Nam của chúng tôi có kỳ vọng to lớn vào chuyến thăm. Chuyến thăm diễn ra đúng 4 năm sau chuyến đến thăm đất nước chúng tôi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng vào tháng 11 năm 2014. Mục đích chính của các chuyến thăm tiếp tục đối thoại giữa các nhà lãnh đạo cao nhất của hai nước, mà tính chất thường xuyên và thân thiện của nó luôn là nét đặc trưng của mối quan hệ Nga-Việt. Đồng thời, quan trọng là chuyến thăm là cuộc tiếp xúc song phương đầu tiên ở cấp rất cao sau khi Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống Liên bang Nga. Và những kết quả nào đã đạt được trong chuyến thăm lần này? Trong các cuộc gặp và hội đàm tại Moscow, dự kiến sẽ thảo luận một loạt các vấn đề hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong các lĩnh vực như thương mại và đầu tư, quốc phòng, an ninh, năng lượng, khoa học, kể cả nghiên cứu hạt nhân chung, giáo dục, văn hóa và du lịch. Qua kết quả chuyến thăm, sẽ ký một số các hiệp định liên chính phủ và liên ngành và các hợp đồng thương mại. Tôi tin rằng tất cả cái đó sẽ giúp chúng ta xúc tiến nghiêm túc các dự án chung, trước hết về mặt mở rộng thương mại và đầu tư tương hỗ. Chuyến thăm của Tổng Bí thư đã củng cố sự tin cậy chính trị, tăng cường gắn bó chiến lược, nâng cao hiệu quả hợp tác, khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam coi Nga là đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng nhìn lại những thành tựu nổi bật trong quan hệ giữa hai nước về mặt kinh tế. Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào 68 năm trước, quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam-Liên bang Nga đã không ngừng được mở rộng và phát triển. Đặc biệt, kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, bao gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10 năm 2016, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Nga đã tăng trên 30% một năm, đạt 3,55 tỷ đô la Mỹ trong năm 2017. Trong khi đó, về đầu tư, tính đến nay, Nga có 117 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký trên 931 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 23 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Ngược lại, các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư sang Nga 13 dự án với tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại, phần lớn các dự án đầu tư của Việt Nam sang Nga đều trong lĩnh vực dầu khí và của các doanh nghiệp nhà nước. Trong số này, đáng chú ý là các dự án công ty liên doanh Rosneft Petro với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,02 tỷ đô la Mỹ, triển khai tại khu tự trị Nezhesky để thăm dò và khai thác dầu khí, hay dự án thăm dò và khai thác dầu khí tại mỏ Nagumanov Orenburg trị giá 125 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, còn có dự án 190 triệu đô la Mỹ để xây dựng trung tâm thương mại Hà Nội Moscow. Trái ngược với xu hướng vốn đầu tư từ Việt Nam sang Nga đang gia tăng nhanh chóng, thì vốn đầu tư từ Nga vào Việt Nam chậm lại đáng kể trong thời gian gần đây. Trong 8 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp Nga chỉ đầu tư vào Việt Nam 2,7 triệu đô la Mỹ, quá thấp so với tiềm lực và nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp hai nền kinh tế, cũng như quá ít ỏi so với kỳ vọng. Thực tế cho đến nay, đầu tư của Nga vào Việt Nam cũng chủ yếu trong lĩnh vực truyền thống dầu khí.
ngoài việc Sovepetro luôn là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác bền chặt Việt-Nga, thì còn có các liên doanh Rosneftpetro, Vietgasprom, Gazprom Việt được thiết lập để mở rộng hợp tác dầu khí ở Việt Nam, Nga và các nước thứ ba. Hiện người dân hai nước đang trông chờ sự bùng nổ hợp tác giữa Nga và Việt Nam. Việc Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh Kinh tế Á-Âu có hiệu lực được kỳ vọng sẽ là cú hích mới quan trọng để thúc đẩy dòng chảy đầu tư hai chiều. Thưa Phó Đại sứ, vừa rồi, phóng sự vừa rồi đã cho chúng ta thấy những cái điểm chính trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Nga. Vậy thì ông có thể cho biết trong bối cảnh hiện nay đối với thế giới, đối với khu vực và đối với Nga thì có thuận lợi gì trong việc thúc đẩy hợp tác quan hệ giữa hai nước ạ? Việt Nam chiếm vị trí đặc biệt trong chính sách đối ngoại của Nga, nằm trong số các quốc gia có mối quan hệ mang tính chiến lược. Đường lối tăng cường hợp tác với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được đặt ra bởi nguyên nhân lịch sử cũng như tình hình thế giới đương đại. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang phát triển năng động và Nga với 2/3 lãnh thổ nằm ở châu Á ngày càng chú ý nhiều hơn đến phần này của thế giới là hoàn toàn hiển nhiên. Đây là quan điểm lâu dài được ghi nhận trong các văn bản chính yếu của Liên bang Nga, bao gồm khái niệm về chính sách đối ngoại năm 2016. Theo đó, Nga luôn mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày nay, Nga và Việt Nam đang nỗ lực đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, mà trong đó chúng tôi coi thương mại và đầu tư, quốc phòng và an ninh và quan hệ nhân đạo vào thời điểm hiện tại là quan trọng. Ngoài ra, Việt Nam vẫn là đối tác đáng tin cậy của Nga trên trường quốc tế. Uy tín của Việt Nam gia tăng hàng năm. Hai nước chúng ta ủng hộ lẫn nhau trong các cuộc bầu cử vào các cơ cấu Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác. Đối với chúng tôi, sự giúp đỡ của Việt Nam cũng rất quan trọng trong việc mở rộng đối thoại với các diễn đàn hàng đầu và các hiệp hội của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm ASEAN, APEC và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á. Xin ông cho biết phương hướng hợp tác chủ yếu trong quan hệ giữa hai nước về mặt kinh tế trong thời gian tới ạ? Hai nước chúng ta trong những năm gần đây chú ý không ngừng đến việc phát triển hợp tác thương mại, kinh tế. Sự kiện quan trọng trong những năm gần đây trong lĩnh vực này là Hiệp định về tự do thương mại giữa các quốc gia thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Nga và Việt Nam đã có hiệu lực. Tôi xin nhắc nhớ rằng đây là hiệp định đầu tiên loại hình tương tự được ký kết bởi EAEC với quốc gia nước ngoài. Điều đó minh chứng về tính chất đặc biệt tin cậy, đối tác thật sự trong mối quan hệ giữa G5 Á-Âu có dân số 183 triệu người và Việt Nam. Tôi vui mừng ghi nhận rằng dự án liên kết này đã bắt đầu mang lại những trái ngọt đầu tiên của mình. Theo số liệu thống kê của chúng tôi, năm 2017, kim ngạch thương mại Nga-Việt Nam đã tăng hơn 1/3 và đạt đỉnh điểm vào thời kỳ hậu Xô Viết, 5,2 tỷ đô la Mỹ, cho phép Việt Nam củng cố vững chắc vị trí hàng đầu trong số các đối tác thương mại của Nga tại khu vực ASEAN. Trong tháng 1 đến tháng 6 năm 2018, thương mại tương hỗ tăng thêm 18% lên gần 2,5 tỷ đô la Mỹ. Hai nước chúng ta đang dần mở rộng hợp tác đầu tư. Trong số các ưu tiên của Nga trong lĩnh vực này là việc thực thi nghị định thư liên chính phủ song phương về thành lập tại Việt Nam các nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô nhãn hiệu nổi tiếng của Nga, bao gồm Kamaz và Gaz. Tôi hy vọng rằng trong tương lai gần chúng ta sẽ đến được với quảng đại người tiêu dùng Việt Nam. Trong số các dự án lớn gần đây của các công ty Việt Nam tại Nga, Trung tâm Văn hóa và Kinh doanh đa chức năng Hà Nội Moscow và tổ hợp công nông nghiệp của tập đoàn TH Chumil ở tỉnh Moscow và Kaluga. Vậy đâu là những mặt còn hạn chế trong quan hệ thương mại kinh tế giữa hai nước và đâu là những biện pháp khắc phục ạ? Từ thời Xô Viết, các công trình chủ yếu trong hợp tác kinh tế giữa hai nước thực tế chỉ là các công ty nhà nước lớn. Bây giờ, trong điều kiện kinh tế thị trường, chúng tôi thấy nhiệm vụ của mình là thu hút sự chú ý đến Việt Nam của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nga, giúp họ thâm nhập vào thị trường của các bạn. Điều này được Trung tâm Xuất khẩu Nga mới thành lập cách đây không lâu tích cực thực hiện. Họ không chỉ tiến hành dịch vụ tư vấn cho các doanh nhân mà còn cung cấp tín dụng xuất khẩu. Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, họ đã tổ chức một số cơ sở kinh doanh, tiến hành giới thiệu các sản phẩm thực phẩm trong khuôn khổ dự án Tuần Dạ Dày Nga, đảm bảo cho hơn 30 công ty Nga tham gia triển lãm Việt Nam Expo vào tháng 4 năm nay. Tại thành phố Hồ Chí Minh sắp tới sẽ khai trương nhà thương mại REC. Nếu nói về các doanh nhân Việt Nam, thì như một khuyến nghị, tôi khuyên các bạn chú ý thường xuyên hơn đến các vùng của Nga, trước hết là Siberia và Viễn Đông. So với thủ đô, ở đấy giá đất có thể chấp nhận được hơn, chi phí sản xuất thấp hơn
và yếu tố quan trọng nhất là sự quan tâm của lãnh đạo trong việc thu hút đầu tư nước ngoài. Ông, trên cơ sở mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga, thời gian gần đây có nhiều mối quan hệ được liên kết triển khai ở cấp vùng, cấp địa phương, tỉnh, thành giữa hai nước. Vậy thì ông đánh giá thế nào về sự hiệu quả trong các hoạt động này ạ? Hợp tác liên khu vực còn là một lĩnh vực quan trọng của hợp tác Nga-Việt. Nga, như mọi người đều biết, là đất nước lớn nhất về lãnh thổ trên thế giới, nằm trong 11 múi giờ. Khi ở Moscow là buổi sáng, thì ở Viễn Đông là tối khuya. Do đó, tuyệt đối không thể khi tất cả mọi liên lạc quốc tế đều chỉ thông qua Moscow và các khu vực của Nga ngày nay được trao quyền đặc biệt nhằm phát triển quan hệ đối ngoại. Điều tương tự tôi có thể nói về Việt Nam, nhiệm vụ phát triển hợp tác khu vực đối với chúng ta hiện nay là vô cùng cấp thiết. Chúng tôi nhận thấy điều này bởi số đoàn đại biểu từ các tỉnh, thành phố trong cả nước đến đất nước chúng tôi ngày càng tăng lên. Đặc biệt trong những năm gần đây, Saint Petersburg, tỉnh Irkutsk, Cộng hòa Tatarstan và Baskotostan, Primorye triển khai tích cực các mối quan hệ liên khu vực với Việt Nam. Vậy Phó Đại sứ kỳ vọng thế nào về mối quan hệ hợp tác trong tương lai giữa Việt Nam và Nga? Về việc phát triển hơn nữa mối quan hệ Nga-Việt, thì ở đây tôi luôn là người lạc quan. Tôi tin rằng nếu chúng ta tiếp tục làm việc nhiều và tốt, thì chúng ta sẽ có thể tăng cường hơn nữa hợp tác song phương trong mọi lĩnh vực, từ chính trị và kinh tế đến giao tiếp giữa những người dân bình thường Nga và Việt Nam. Cảm ơn. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông đối với chương trình Thế giới sự kiện. Liên bang Nga là đối tác truyền thống rất quan trọng của Việt Nam. Trong suốt chiều dài gần 70 năm lịch sử quan hệ, nhân dân hai nước đã cùng kề vai sát cánh, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Tổng Bí thư trong chuyến thăm từng nói, ông không thấy có vấn đề gì gây trở ngại cho việc tiếp tục phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước. Đến đây chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.